Chào cả nhà, mình là May đây. Mọi người cùng mình trồng đậu bắp đỏ nhé. Hạt đậu bắp đỏ nhìn ngoài thì giống như là hạt đậu bắp xanh. Mình ngâm nước ấm 6 tiếng, sau đó thì mình ủ hạt trong vòng 2 ngày. Mình nghĩ là tỷ lệ nảy mầm thì không được tốt lắm, bởi vì sau 2 ngày một số hạt đã nảy mầm nhưng còn lại đa phần là chưa. Và mình vẫn mang gieo nhé. Từ lúc mang gieo đến khi lên cây con thì mình thấy khá là chậm. Mình gieo mấy chục hạt mà bây giờ được đúng 3 cây đậu bắp con. Sau hơn 30 ngày thì cây đã cao bằng một găng tay của mình rồi nè. Rau dền mình gieo cùng đậu bắp lên tốt quá, thế nên là hôm nay là mình sẽ nhổ đi để cho thoáng cây nhá, cho cây đậu bắp có không gian để còn phát triển. Cây đậu bắp bắt đầu cao vượt lên. Hôm kia mình đã nhổ bớt rau dền, nhưng xung quanh gốc vẫn còn nhiều cây con nên mình sẽ nhổ hết đi nhá. Hôm nay nhìn ở đầu ngọn cây đã thấy mấy chiếc hoa bé xíu nhú lên rồi. Mình chê em ấy chậm lớn, thế mà bây giờ lá của em ấy đã to hơn bàn tay của mình rồi này. Nụ hoa đầu tiên đã hé nở rồi mọi người ơi. Chỉ nở đúng một ngày, ngày hôm sau những cánh hoa rụng đi là đã lộ ra quả đậu bắp nhỏ đầu tiên. Sáng nay mình ra mới để ý thấy là đầu búp cây có rất nhiều bọ. Làm sao để chữa cho nó bây giờ nhở? Mình xem trên mạng thì thấy bảo là pha baking soda cùng với cả nước, xong tưới cho cây thì nó sẽ đỡ. Để mình thử xem nhá. Kiên trì xịt mấy hôm thì đúng là hiệu quả thật đấy mọi người ạ. Đến thời điểm này thì mình thấy cây đậu bắp phát triển siêu nhanh. Chỉ cần ngày hôm trước, ngày hôm sau là quả đã khác rồi. Giờ hoa nở liên tiếp và các em đậu bắp con thì lớn nhanh như thổi. Hôm nay là ngày thứ 68 kể từ ngày mình ủ hạt và bây giờ mình sẽ thu hoạch đậu bắp nhé. Thành quả sau thời gian kiên trì chờ đợi của người nông dân đây mọi người. Mình thấy màu sắc của đậu bắp đỏ khá là đẹp và bắt mắt. Không biết mùi vị của nó có ngon và khác đậu bắp xanh không. Giờ mình sẽ đi nấu nhá. Nhà mình đang có một hộp chao nên là mình sẽ làm đậu bắp xào chao. Mình thấy màu sắc của đậu bắp đỏ khá là đẹp và bắt mắt. Tuy nhiên là khi nấu chín lên thì nó lại chuyển sang màu xanh. Mời mọi người thưởng thức đậu bắp đỏ cùng mình nha. Mình sẽ ăn đậu bắp đỏ xào chao cùng với cơm. Mình thấy mùi vị của đậu bắp đỏ cũng không khác gì đậu bắp xanh lắm. Tuy nhiên là em ý được cộng một điểm ngoại hình nha, vì là quá xinh đẹp. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp nha.